Tôi đã lại quay trở lại với anh em ở đây. Xin chào tất cả anh em nhé. Đây, giới thiệu với anh em căn nhà của tôi đây. Anh em thấy đẹp không? À. Thảm đẹp không? Thảm này là trước là tôi nhặt được từ trong mansion đấy. Đấy, có ngay thảm cho nhà mình luôn. Thảm trước cửa này. Đó, đây. Đây tất cả số lò nung của tôi đây. Đó. Buổi trước là tôi đã xây xong căn nhà rồi đấy, và tôi xong buổi này tôi đã trang trí xong cái căn nhà của tôi rồi. Nội thất bên trong là đây. Thì ở tầng 2 thì thiếu tôi chưa có làm gì cả. Mới làm dưới tầng 1 thôi. Đó. Tầng 2 tôi tính rồi là sẽ để bàn chế thuốc rồi thì bàn phù phép các thứ. Nhưng mà chúng ta chưa có kim cương nên là chúng ta chưa có làm là bàn phù phép. Đó. Đây, cái rương này, cái rương ở cạnh cái giường của tôi là rương để đồ ăn anh em ạ. Để kiểu đêm mình đói dậy cả ăn luôn thì đó. Rương này là rương để đồ đồ kiểu là đồ lung tung đó, tôi không biết là đồ gì. Rương này là rương để hoa, cây cối, đẹp không? À, để cây cối à? Cây cối thì chắc mấy cái này phải cho qua chứ nhỉ? Hạt giống chắc cũng nên cho qua vì nó cũng thuộc cây cối mà đúng không? Đây thì cái này cũng cho qua này. Còn không? Còn không? Hết rồi đấy nhỉ? Đây, đúng rồi. Từ từ cho tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3 4 Ok. Ok, kệ đi. Nhảy có hơi lệch tí nha nhưng không sao anh em ạ. Đây, cái này là rừng để hộp dụng cụ. À, đây rừng để gì đây? Đây rừng để đá đủ cái thứ đây. Đây rừng để gỗ. Ôi, nhiều không? Ghê không? Đây rừng để gì? Sách phép à? Ok. Rừng để gì đây? Rừng để khoáng anh em ạ. Đây rừng để dụng cụ dùng nhá. Ôi ôi. Ôi. Tôi vẫn còn giữ cái giày Frostwalker này đẹp. Đó, cái giày này giúp mình đi trên nước ấy xịn lắm. Đó. Đây là tất cả những lò nung của tôi đây. Cái Blast Furnace đây. Đây, cái lò nướng bình thường thịt này. Đó. Đấy. Đây, tôi ra ngoài tôi cho anh em nhìn cái nhà của tôi từ bên ngoài đây, đẹp lắm. Á, xịn đâu. Ui. Ui. Ăn đòn quá nhá. Yeah. Láo thật đấy các bạn. Nói trong một tích tắc mà tôi cứ nghĩ là tôi đã mất một nửa cái căn nhà rồi. Tỉnh cả ngủ. Ok. Thì tôi đã lên kế hoạch rất là chuẩn chỉnh rồi anh em ạ. Đó là bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lâu đài dưới địa ngục anh em ạ. Đó là cái mục tiêu tiếp theo của tôi. À đó, nhầm. Tôi lại nói linh tinh rồi đấy. Nhầm. Cái mục tiêu tiếp theo của tôi là đi tìm lâu đài ở dưới đáy biển anh em ạ. À, vậy nè, chúng ta đầu tiên là chúng ta phải cần cái thằng làm map này á. Để cần anh dân làng làm map để anh ấy đổi cho tôi cái map để chỉ đến cái lâu đài đó. Cái đấy là một này. Thứ hai nữa là mình cần phải có cái thuốc thở dưới nước anh em ạ. Nó mà muốn có cái thuốc đấy là mình phải có cái brewing stand. Cái brewing stand thì muốn có được cái brewing stand á, là mình phải có cái blaze rod mà mình kiếm được ở dưới địa ngục ấy. Mà tôi thấy có vẻ là tôi không có anh em ạ. Không biết là trong mấy cái shulker của mình có không? Totem à? Totem. Có vẻ như là tôi không có mang theo rồi anh em ạ. Có vẻ như là tôi không có mấy cái blaze rod đấy rồi. Vậy nên là trong tập này có vẻ là chúng ta sẽ phải đi xuống địa ngục để chúng ta kiếm được cái blaze rod. Nhưng mà để xuống ở địa ngục anh em ạ thì chúng ta cần phải có lava và cần phải có mở được cánh cổng của địa ngục. Vậy bây giờ lấy lava đâu ta? Đây tôi biết rồi. Ở nhà của mấy thằng dân là nó sẽ có một chút lava để tôi ra tôi mượn tạm.
để tôi đang tìm chỗ này tôi làm cổng. Đây này có lava này, thế nhưng mà ít quá nhở. Sao tôi nghe nó có tiếng zombie anh em ạ? Nói thật là nếu mà giá mà nó mà có một cái hồ mới dựng toàn lava nhở. Em có lợn, có lợn. Thốn nhở. Chứ còn bây giờ chúng ta phải bằng một cách nào đó để chúng ta tìm một lava anh em ạ, thì chúng ta mới có thể mở mở được cổng. À, anh này là anh làm map này. Nhưng mà trước tiên thì cứ tìm cổng đã. Bây giờ thì không biết là có cách nào để ấy không ta nhỉ? Thôi rồi tôi cứ mượn tạm cái một chút lava của mấy cái anh kia đã anh em ạ. Múc. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đợi đến buổi đêm. À đây này, nó có thêm một cục lava nữa, là chúng ta có 3 cục lava rồi. Mà chúng ta cần ít nhất là 10 cục anh ạ, 10 cục mới được. 10 cục mới được à? Được, được một cục rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đợi tới buổi đêm anh em ạ, bởi vì là buổi đêm, lúc mà buổi đêm mình chạy là mình sẽ thì cái lava thì nó sáng lên mà đó, lúc cái mình nhìn cái là mình thấy cái nào là hồ lava ngay. Mốc cái nào rồi, à đêm rồi đấy, thấy hoàng hôn xuống rồi đấy. Tôi thật là cái nhà của tôi buổi đêm nha anh em, nhìn đẹp lắm. Anh em đợi tí chốc đêm xuống rồi tôi cho anh em nhìn đẹp lắm. Phê lắm. Đêm nay là chúng ta thức trắng đêm anh em nhá, đi tìm lava. Chắc là tôi sẽ đào, chắc là tôi sẽ múc cái kia mà kệ đi. Múc thêm được có một cái, kệ đi. Để cho đẹp cảnh quan anh em ạ. Đấy, anh em căn nhà của tôi đẹp không? Trông thấy góc bên này đã thấy đẹp rồi đúng không? Chúng ta cùng đi tìm lava anh em nhá. Đấy, xịn không? Rồi ôi. Hơi lag một chút đó, anh em thông cảm nhé. Anh em đợi một tí là nó hết rồi mà. Rồi đấy, hết rồi đấy. Thế vì là máy tôi yếu á, khổ lắm. One shot, ôi rồi. Đâu ta? Ủa có làng tiếp kìa, what the hell? Ồ. Ồ. Ồ, what cái gì đây này? Đây là một trong những cái thể loại cực kỳ hiếm nha anh em. Đó là một thằng skeleton sẽ ngồi trên một con nhện. Đây là một thể loại nó cực kỳ gọi là hiếm luôn. Chết ngay, sao mà chơi được với tôi? Zombie à? Tôi nhìn thấy ở đây nó có một cái làng nữa này. Có hai cái làng gần nhau anh em ạ. Xịn thật. Wow. Cái vùng này vì sao mà trông nó trông như là cái vùng sồi thế. Cái vùng gỗ mùa đông ấy. Ui, làng ánh sáng nhờ. Chú cây to không nhờ. Nhẹ đã nhẹ đã nhẹ đã. Ơi, đau 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 đau. Sao lag ấy. Hình như cái chỗ này nó tải hơi nhiều anh em ạ, nên nó sẽ hơi bị giật một tí. Em thông cảm nhá. Tôi sẽ mượt lại ở đây anh em ạ. Tôi đổi qua cái này đi chứ không thì nó hỏng cái giày vàng của mình mất. Tôi không có muốn đi gây sự với bọn này nên là né bọn nó ra anh em ạ. Đông nhờ. Đông đấy. Kệ bọn nó đi. Tôi chỉ muốn tìm lava rồi, ở xung quanh đây có cái nào có lava không? Ôi anh Golem đang cật lực làm việc kìa. Hãy đếm giúp anh đi. Úi dồi chết ngay. Úi dồi. Ôi anh Golem kìa, tội không kìa. Tôi có mang bạc không? Không có bạc thì sửa cho anh Golem rồi. Đúng nhở. Không có lava anh em ạ.
Chị cha, tôi sợ chốc tôi lạc đường ghê. Úi giời. Ủa, căng quá nhở. Ủa ôi, phá hoại cảnh quan môi trường quá. Hố à? U hố anh ấy mày. Nhưng mà không để có lava. Không để hồ lava. Đâu ta? Ui núi teo to nhờ. Núi hùng vĩ nhờ. Hầm hùng cứ tứ trông ghê phết nhờ. Rãnh sâu phết. Cừu kìa. Đi tìm lava mà cũng lâu phết rồi nhỉ. Làm ơn đi nào, lava đâu? Oh, nhầm. À, mình nhảy lên mình chém thì chỉ cần một phát là chết con bò ngay. Ái chà, căng quá nhở. Tập này thì tôi nghĩ là tôi sẽ vào trong địa ngục và đi tìm Blaze Road. Thử xem có kịp đi tìm không. Đang cố ái chà, da vàng căng quá nhở. Sao không có cái hồ lava nào gần đây ta? Hay là để tôi đào sâu xuống dưới đáy anh em nhở? Thì vì biết đâu mình đào sâu xuống đáy thì mình lại tìm thấy đúng không? Hoa lá. Thường là theo kinh nghiệm của tôi là mấy cái chỗ đồng bằng như này là nó sẽ phải có một cái hồ ấy, lava đấy. Tôi nhìn tổ ong hay sao ấy, có đúng không? Hình như tôi bị lé mắt rồi anh em ạ. Ấy là có ui. Này, cho anh em xem skill của tôi. Đó. À, anh em thấy không? Không phá hoại cảnh quan môi trường. Cực kỳ thiên nhiên đó. Sáng lên đi, làm ơn có một vùng nào đó sáng lên đi nào. Còn nhiệm nó dậy. Tránh ạ. Tránh à. Ủa. Đoạn tìm lava hơi lâu anh em nhỉ. Ui. Chém còn chém xịt đấy chứ. Ui ôi. Căng quá. Tôi thấy có vẻ là xung quanh đây có vẻ hiếm lava anh em ạ. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ quay trở lại nhà và đào thẳng một lỗ xuống dưới đáy xem sao. Biết đâu mình đào vậy, biết đâu mình còn tìm kim cương em nhỉ. Đó, thôi thì tại tôi cứ nghĩ là xung quanh đây nó phải có nhưng mà có vẻ là không thấy lắm. Ôi tránh nè, ui đau quá. Nhà mình đâu ta? Mình đi cái hướng này là mình về đúng không? Ui, từ từ nào. Đồ ăn đâu? À đúng rồi, dù sao thì tôi cũng cần kim cương mà anh em, bởi vì cần kim cương để sao thì mình còn ăn. Mình cần kim cương để sao thì đau quá nhở. Cần kim cương để sao thì mình còn khảm, mình còn làm bàn phù phép ấy. Thì mình mới khảm một đồ, đúng không? Haha. Trốn anh em ơi. Có giờ không? Đùa tí thôi. Chắc anh không có đánh mình đâu anh em ạ. Chạy về đi ngủ thôi.
Nhà đâu ấy nhỉ? Căn nhà bá đạo của tôi đâu rồi kia kìa, đó, ôi. Sáng nhất cái ấy luôn này. Thịt này, nhặt tí thịt. Lôi golem, để em giúp anh. Một mình golem mới xử hết zombie rồi anh em ạ. Ôi, tránh 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 cái nghề không bắn gì nhá. Rồi, có quái xung quanh à? Ăn tạm miếng thịt cho nó đỡ sợ anh em ạ. Đã được ngủ chưa? Chưa được à? Mình sẽ phải đào một lỗ xuống à? Đào xuống à? Đào đào cái hướng này là nhỉ? Để tôi tạo một cái hầm. Hầm à? Hầm mới đi hướng nào ta? Đây đi. Đào đây xuống anh em ạ. Thì có một bạn bảo với tôi là khi mà tôi đào thì tôi nên đào chéo, chứ tôi không nên đào ấy thì đây, tôi phải lên, tôi mang cái thang rồi anh em ạ. Đó. Gỗ. Đây, gỗ rồi. Có hai cái, cứ đủ không ta? Đủ luôn ấy. Nè, đó. Ê, thiếu à? Đây. Nhảy. Ý, đó. Ladder này. Ladder đây rồi. Ok anh em mình đủ đấy anh em. Rồi. Đến đây xong mình sẽ đào ngang anh em ạ. Đó, mình sẽ cứ đào ngang nó qua bên này này đó. Đào nhanh nhỉ. Đó. Chưa mình cứ đào như vậy thôi anh em. Tôi mong là tôi sẽ đào được kim cương hoặc là lava gì đó. Có bạc luôn kìa. Chuông bạc nó cũng quan trọng đây anh em. Bởi vì tôi nhận ra nhà tôi cũng sắp hết bạc rồi. Đào chút bạc em nhá. Nói chung là quốc của tôi có cái efficiency 3 nên là đào nhanh lắm. Xây chắn lại cái nhỉ. Xây bằng cái đá cho đỡ phí anh em ạ. Vì sau này mình dùng đất nhiều mà, đúng không? Mình còn xây chuồng bò bủng cái thứ nhiều lắm. Ấy giờ ngon quá nhở. Đào được toàn bạc cái này. Đó. Tôi không biết là hiện tại là chúng ta đang ở tầng bao nhiêu. Ui. À, ui ngon quá anh em ơi. Ngon quá anh em ơi. Đó kiểu quái gì mà xuống tận kia luôn. Nó có con skeleton kia tôi sửa ra anh em ạ. Có hai con luôn à? Chết chưa? Chết rồi. Bây giờ xuống kia mình sẽ không được, mình đặt nước là khả năng là khá cao là mình sẽ xử hết cái đống lava kia mất anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Chết đây bạn này. Né này, chết ngay. Để tôi craft thang anh em ạ. Để tôi craft thang. Và mình phải cầm thêm cái bậc thang bình thường nữa anh em ạ. Để chứ thể mình chạy nhanh. Chứ mình cứ chạy nó giật cục như vậy nó hơi hề. Đâu ta, đây rồi, bậc thang bình thường này. Xong làm cho cái bậc thang bình thường. Tôi nghĩ tầm 20 đủ. Làm thêm cái thang nữa, cái ladder. Ok. Cái ladder thì cần bao nhiêu ta? Tôi nghĩ 10 cái đủ đấy các em ạ. Ok, xuống coi. Có hơi nhiều đồ nhỉ? Đây này. Đó. Ê, cái gì đây? Ê, cái gì đây? À, nhầm à? Rồi. Ồ. Hình như như vậy thì mình phải đào cao lên một bậc nữa hay sao anh em ạ? Rồi cẩn thận không tụt xuống kia luôn nhá. Vừa lùi tôi vừa nhòm anh em ạ, sợ lắm. Chốc lùi phát đây này á, hết rồi.
Rồi. Có vẻ là chúng ta bị kẹt đầu ấy các bạn. Bây giờ đơn giản thôi, xuống xuống lấy lava xong mình lên mình xây ấy thôi đúng không? Easy, tôi nhớ là mình có một cái xô nữa. Thì mình có hai cái xô cơ mà. Đúng không? Mình sẽ xuống mình múc hết lava rồi mình mang cái trên này thôi, quá là dễ dàng rồi. Đó. Nhưng mà phải đặt thang đã anh em ạ, phải đặt thang đã. À, đây tôi ơi bị kẹt à? Đào 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 đào. Đây tôi thể hiện trình đặt thang cho anh em xem này. Đó. Ui từ từ nào. Cần có cái block nữa. Đây đi đó. Ui. Đặt vào kia bạn ơi. Rồi bạn ơi. Đúng rồi. Đây. Chúng mình xuống từ từ anh em ạ, rồi đặt từ từ cái này này. Đó. Đó. Ôi. Skeleton kìa. Đừng có bắn tao mày. À, tôi bắn nó xuống ấy rồi kìa ôi. Ở dưới này có cả con Enderman luôn kìa. Đặt đi nào. Thiếu à? Thiếu mất thang rồi. Cao quá. Cao quá anh em ạ. Thiếu mất thang rồi, bây giờ phải xử lý sao ta? Ui thôi 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 thôi. Nói đẩy tôi xuống ghê chứ láo thật. Đây tôi biết cách xử lý tình huống bị thiếu thang rồi anh em ạ. Đây tôi cho anh em xem này. Trình độ khác biệt giữa một pro và một một nghiệp dư này. Hầu hết là các tuyển thủ chuyên nghiệp là đều không có biết cái cách này nhá. Cách chỉ dùng cho những người là pro. À. Anh nhầm 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 nhầm. Từ từ nhầm nhầm. Ôi, từ từ nào. Đặt lại nước lên nào. Rồi 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 rồi. À, chặn ở đây đã nào. Chặn đây nữa. À. Xong rồi đi qua đây chặn đây nữa này. Đó. Tôi nghĩ là hợp lý rồi đấy. Rồi đấy. Bây giờ thì múc cái nước cái đĩa nào. Ok. Tôi sẽ làm cầu thang bằng nước cho anh em xem anh em ạ. Tôi cực kỳ thích nước luôn. Đấy. Đó thì nó chảy đúng vào cái ô này thôi. Thế là nó không bị tràn ra ngoài. Và nó không có bị xuống cái đống lava của mình. A hi ô ôi. Nói mất thì một đoạn lava rồi kìa. Có vàng kìa. Kệ vàng ấy chả cần đâu. Ok xuống thôi. Bây giờ muốn xuống tiếp à? Muốn xuống tiếp thì chốc nữa mình lên kiểu gì ta? Chung là chốc của mình sẽ có đường lên thôi anh em ạ. Chung là chốc của mình sẽ có đường lên thôi. Xuống luôn. Chốc lên tính sau anh em nhỉ? Bạn zombie. Đấy, chết ngay. Để tôi làm cổng ở đây luôn đi. Đi vào cái này luôn đi. Đúng không? Thế tôi mang lên trên kia ta. Thôi tôi mang lên trên kia anh em ạ. Bây giờ mà muốn đi lên trên kia cao nhỉ? Để sau đi lên ta. Có ngọc di chuyển này. Để tôi ném ngọc lên. Ui, tuyệt quá. Tôi chơi hơi liều anh em ạ. May quá an toàn anh em ạ. Tôi rơi mà tôi mất hơn cả nửa bình luôn chứ. Rồi ra ngoài xây thôi. Chúng ta phải đóng cửa vào chứ tôi không có muốn gặp những vị khách màu xanh xanh lá cây đâu anh em. Thì là đặt cái này ở đây này. Xong đi múc xuống nước đã. Rồi. Xong rồi mình sẽ
đặt nó ở đây này, sẽ múc này, đặt nó ở đây này, rồi thì mình đặt nó ở đây này. Ôi chết cha rồi, chết cha rồi. Y cái cục lava vào tôi đâu anh em. Quái nào tôi đặt như vậy là tôi sẽ bị mất cục lava vào. Ok. Nói chung là mọi chuyện nó sẽ cứ tiếp tục nó diễn ra này anh em. Tôi sẽ lại xuống tới mốc lava, tôi sẽ lại lên. Thì tôi nghĩ là tôi bè chắc tôi phải xây cái đường xuống đó anh em ạ. Chứ mà thế này fail quá. Chứ mà cứ mỗi lần mình xuống mình dùng ngọc mình ném lên này fail quá. Đây, tôi đã đào cái đường xuống. Đó. Đấy. Thế là được rồi đấy anh em. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ múc này. Nhưng mà từ từ á, tôi vứt cái nước này đi đâu đã. Đặt vào trong góc này đi, rồi. Đó. Bây giờ tôi sẽ cứ xuống múc rồi tôi lại đi lên rồi tôi xây cổng thôi. Cũng không có gì đâu anh em. Thì đấy. Đấy. Ok không anh em? Anh em đợi tôi 5 phút nha, tôi xây xong cổng tôi quay lại với anh em nhé. Ok anh em ơi, cuối cùng tôi cũng đã xong rồi nè. Trời ơi, nãy tôi xuống dưới hầm mà bọn zombie nó cứ cố gắng có đẩy tôi xuống dưới hầm chứ thốn ghê. Đấy, xong cái cổng rồi đấy. Trông hơi tạm bợ nhưng mà tạm thế thôi anh em nhá. Nào trang trí sau. Đấy, tôi đã sắm thêm một cái chắp đo cực kỳ xịn sò cho cái hầm của tôi này. Anh em thấy có hiện đại không? Cất cái xôi nào. Dọn tí rồi anh em nhở. Đợi tí nhá, tôi dọn nhanh mà. Chưa có mấy cái này dọn nhanh lắm. Cung củng cái thứ dụng cụ đâu nhở. Vứt hết vào này. À đâu, cái cung mình cần để bắn này. Thịt zombie zombie bùng chả cần nữa này. Đấy, carpet, cà bùng vứt đi này. Cất đi. Gỗ ấy này, gỗ này. Thang này. Đá đủng cái thứ à. Đá cất đâu ra. Đá vứt đây đi. Đấy, đá vứt đúng hòm luôn. Đó. Khoáng à, khoáng vứt đúng hòm luôn. Khoáng đây này. Rồi, xong rồi anh em. Tối, chưa tối nhỉ. Ok anh em, mình cần cái đánh lửa rồi mình vào địa ngục thôi nhỉ. Tôi không có đánh lửa nhỉ. Ok, vậy thì craft thôi. Chúng ta cùng craft thôi anh em. Cần flint và bạc anh em ạ. Bạc đó. Á chà, tôi nhận ra khiên tôi sắp hết rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần làm cái khiên mới. Thì thật ra thì công thức làm khiên khá đơn giản anh em nhé. Cho anh em tạo ra cái hình này. Đó. Sau đó là em thêm một cục bạc vào giữa. Đó. Theo ra khiên. Đó. Cất ấy đi này. Có đánh lửa này. Khiên à. Khiên hơi cũ sợ chốc hỏng nhỉ. Thôi. Đấy rồi. Tôi cứ dùng nốt cho hỏng nốt đây các bạn ạ. Đồ ăn thì đủ cho ta. Còn đồ ăn thôi cần tạm thịt zombie. Chốc ăn thịt tạm thịt zombie anh các bạn ơi. Để nào tôi sẽ tính xây cái chuồng bò xuồng cừu đấy các bạn. Chứ mà trước xây xong cái nhà mà tôi thấy bùn rùn hết cả chân tay anh em ạ. Vì tôi thật là tôi thích cái thám hiểm ấy. Tôi là thuộc loại gọi là phiêu lưu thám hiểm ấy. Chứ tôi không có gọi là thích xây nhà anh em ạ. Nên là tôi cứ phải đi xong cái lâu đài dưới đáy biển đã. Rồi thì làm gì xây cái gì thì tôi mới xây xong anh em ạ. Anh em thông cảm tôi nhá. Ok. Bật lửa thôi. Úi dồi, xịn quá nhờ. Vào rồi anh em ơi. Cầm to tem à, đây. Có to tem đây rồi. Cầm bằng tay kia nguy hiểm lắm. Biết đâu chốc chết anh em ạ, nguy hiểm lắm. Ăn miếng cho đỡ sợ. Thì to tem cầm đây nhá. Chốc có gì chuyển qua to tem luôn cho an toàn anh em ạ. Giày vàng này. Ok đi rồi. Từ từ anh em ạ, tôi cần phải cầm thêm một đống khối block nữa. Biết đâu chốc là mình cần phải xây mình chặn cái gì ấy, hay là kiểu là mình xây qua đường ấy anh em. Chưa phải có block anh em ạ. Đây. Cầm hết cobblestone đi. Ok đi rồi anh em ơi. Cầu mong là nó cho mình chỗ nào nó an toàn tí rồi. Lag quá nhở, từ từ anh em ơi.
À chỗ này mà an toàn đấy hả? Trời ơi con gát kìa. Cái con mà dạy gát này. Tránh à. Ủa. Chết rồi anh em ơi. Ui né 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 anh em ạ. May quá là cái số kinh nghiệm trong địa ngục của tôi nó dùng được anh em ạ. Cẩn thận. Ủa to thế. Cái này là nơi cái bọn này nó sinh sống hay sao anh em ạ? Nó sinh ra nhiều lắm. Sao mà nó đông quá anh em ơi. Ủa ôi, còn gát nữa hả? What? Từ từ nào. Cái con bù lau bù lếu kìa. Ủa ôi, từ từ nào. Ủa ôi. Từ từ nào. Chết cha rồi. Lên nhanh rồi anh em ơi. Về anh em ơi, đi về anh em ơi. Về. Anh em ơi, về rồi anh em ơi. Cái... Từ từ thở anh em ạ. Cái bọn mà dậy. Nhớ mặt tao đấy. May là... sao lag cái ta? À. Ăn. May là đồ tôi đồ trâu anh em ạ. Anh em nhìn cái lava. Nó ngốn cái giáp của tôi ghê không? Anh em thấy cái giáp của tôi nó hỏng nhanh không mày? Cái áo giáp của tôi nó... Ôi may là có cái... May là cái áo giáp của tôi nó có cái fire protection ấy. Thế nên tôi mới sống được cái lâu lâu đấy. Thốn ghê. Ăn tí hồi máu rồi về lại anh em ạ. À, đây là cái magma cream đấy. Magma cream này là mình có thể chế được cái thuốc kháng lửa đấy. Nhưng mà mỗi tội là tôi không có cái blaze rod. Mà mình sinh ra ở đấy là mình khó khăn đấy anh em ạ. Phải tìm cách mà sống sót đấy. Khó khăn đấy. Bây giờ cách nào mà xử lý hết cái đám con đấy không ta? Chung là đầu tiên là mình có phải ăn thịt bò đã. Bởi vì là bọn ông đấy là chúng có trâu bò á. Nên mình phải ăn thịt bò cho nó hồi nhiều máu. Mình mới chiến được với bọn nó anh em ạ. Đợi tí anh em ạ. Đợi tí tôi hồi máu cái xong tôi vào tôi xử lại bọn nó anh em ạ. Bọn này bù lau lếu rồi. Nói chung là tất cả những kinh nghiệm mà sinh tồn trong địa ngục của tôi là nó đều quý giá hết anh em ạ. Đi vào thôi anh em ơi. Và xử hết chúng nó thôi anh em ơi. Cẩn thận nhá. Đâu rồi? Chúng ta đứng vào một trong góc cho an toàn anh em ạ. Nào. Hết mất ấy rồi. Hết mất tên để bắn rồi. Chúng ta mình cũng xử được khá cái bọn này rồi đấy anh em. Đông nhỉ. Một quạc chết cay à. Magma cream nghe nhặt đi anh em. Sau này cần đấy. Bây đi đâu? Ủa anh em trông cái đảo kia tròn trông ngầu nhờ. Á chẳng gát kìa. Nhưng mà hết cung rồi anh em ạ. Hết tên rồi. Ok bây giờ chúng ta... Ủa ôi. Con đâu đấy? Thôi. Tôi chọn một đường đi bất kỳ anh em ạ. Đây đường này đi. Đá đâu? Ui từ từ nào. Tránh ra nhá. Sao mà nó nhảy gì mà. Nó nhảy cao thú. Ui. Từ từ nào. Bình tĩnh nào. Nó nhảy gì mà nó nhảy cao đến. Nó đuổi tôi luôn ấy. Cái vùng này là một trong những vùng gọi là nguy hiểm không kém gì cái gọi là gì nhỉ. Cái gì nhỉ. Cái vùng đầm lầy linh hồn ấy. Thế là gì ấy. Tôi nhận ra là đây là bọn quái chúng nó không có nhiều đam. Nhưng mà cái mà nguy hiểm ở cái vùng này đó là mấy con nhảy ấy. Nó nhảy xong nó cứ đủ mình vào mấy cái chỗ ấy. Khá là nguy hiểm.
tìm đường để có thể đến được một cái fortress chest anh em ạ. Tôi đây. Không sao đâu anh em. Ta sẽ làm một thôi. Anh em nhìn kỹ năng của tôi này. Ý, ý, ghê không? Thật là pha đấy cũng may mắn đấy anh em. Tôi cũng nghĩ là tôi sắp toang cơ. May quá. Ui. À thế nhưng mà cái vùng bên trên này nó có vẻ là cái vùng bình thường ấy anh em. Tôi nghĩ là vậy. Bởi vì tôi nhìn thấy bình thường cái này. Nhưng mà con kia nó cứ nhảy nhảy kia ghê quá nhở. Có một con nó đứng ở đó canh đấy anh em. Bây giờ sao mà đi qua được lên. Bây giờ sao mà đi lên trên đi cả. Trời ơi, nó cứ có một con đứng canh thế này căng quá nhở. Nếu mà mình mà có ngọc có tele của con Enderman tốt nhở. Đây. Để tôi xây cầu qua bên kia anh em ạ. Lại là những cái skill xây cầu đỉnh cao của tôi. Đó. Nguy hiểm thế. Khi không cho đào ngang thì đào chéo thôi. Càng tốt. Thế. Rồi. Đấy. Tiện làm đường lên luôn đấy các bạn. Nói đùa tí thôi chứ tôi biết là đào này là nó rất là thốn đấy các bạn. Nè tôi không có tính là sẽ làm đường lên như thế. Mà tôi tính xây thẳng lên này này. Đó. Tôi tính cái này này. Chứ mà tôi mong là không có một con gát bù lao bù lếu nào nó bắn mình. Thì cái vùng mà đỏ thì cái vùng bình thường ấy đúng không anh em? À tôi mặc đồ vàng vào đây anh em ạ. Không chốc con kia nó bắn chết. Tôi không sợ đam của nó anh em ạ. Vì đam của nó yếu nhưng mà tôi sợ nhất là nó bắn nó đẩy lùi mình xuống ấy. Nó bắn nó đẩy mình ra đằng sau là mình toang ngay đấy. Thì là mình đắp shit đấy. Hai vùng này đẹp nhỉ, nó vừa đỏ nó vừa nó vừa cổ cổ này khá là hay. Rồi. Được rồi, thoát rồi. Thế nhưng mà sao trông cũng chả giống vùng bình thường lắm. Lại là cái anh nhảy nhảy này. Nào nào, nào, anh lên đây. Chết ngay, láo. Đào tí vàng, vậy. Ui, anh em ơi. Tôi mới nhận ra một điều. Đó là cúp của tôi là bây giờ là có fortune. Thế nên mà tôi mà đào vàng ở đây là rơi ra cả 1 tỷ cục vàng luôn đấy. Anh em nhìn này. Thấy, mày đào có mỗi tí. Thế mà nó lên khá nhiều. To đấy. Ui, to đấy, chết đi. Để qua bên kia nào. Tránh ra mấy bạn này. Nguy hiểm nhá. Nhảy cái này mà không cẩn thận là tuột xuống lava là ấy lắm, khắm lắm anh em ạ. Thốn đấy. Ấy pro lắm. Không sao, tôi cũng đang dần dần quen với cái chuyện này rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Nhưng mà trong chỗ này nó không có vẻ giống cái chỗ mà mình có thể tìm được cái fortress lắm anh em ạ. Bây giờ làm sao để tìm được cái fortress anh em ơi. Ủa chết chào rồi. Tôi đi cái này chốc tôi còn quên đường về anh em ạ. À không sao, không sao, không sao, không sao. Không sao anh em ạ. Chung là anh em đứng holy shit, toang từ từ anh em ạ. Tìm quay lại nhà đã anh em ạ. Đi này chốc lạc đường nó nguy hiểm lắm. Nãy tôi đi đường nào nhỉ? Sao giờ quên mất luôn rồi. Vậy tôi đi đường nào anh em nhỉ? Ui, từ từ nào. Sao tôi không hiểu là tôi đi đứng kiểu gì mà thật sự là tôi cực kỳ hay bị quên đường nhá. Thật luôn ý. Có đúng là nãy mình đi đường này không anh em? Nó chỉ có xung quanh đây thôi mà. Vì sao mà tôi đi đứng kiểu gì mà giờ tôi quên đường rồi.
Ui, từ từ. Cái vùng này là vùng gì trông lạ này. Vừa nãy mình đâu có ở vùng này đâu. Từ từ đấy anh em ạ, tôi nhận ra một điều, đó là mình đi cái đường này là mình đi đường cụt rồi. Có vẻ là chúng ta phải quay về nhà rồi anh em ạ. Mà tôi đang không biết là đường về nhà ở đâu. Toàn quá nhỉ. Tôi đào tí vàng cho nó đỡ sợ anh em ạ. Ok. Rồi, giàu giàu. Giàu cái này là mấy anh lợn thích lắm. Nào mà gặp được mấy anh lợn chắc là mấy anh ấy mừng lắm. Anh em ơi, đừng về nhà, đi đường nào? Vừa nãy tôi đi đường nào mà không hiểu sao giờ tôi quên luôn rồi. Tổ ốc. Sao mà tôi có linh cảm là nó trên này? Đúng không? Tôi thấy chỗ này quen quen. À, hình như là nãy là mình đi qua đây, đúng không? Nhưng mà nãy mình đâu có thấy cái glowstone nào đâu. Tôi thật sự lạc đường luôn rồi hả? Tôi có thể lạc đường dễ dàng như vậy sao? Ok, an toàn rồi. Nhảy, được à? Ok. Có một con khá là to ở đây. Với lại chỗ của mình đứng có một con. Thì không biết có phải con này không? Bây giờ làm sao mà qua được cái mớ hỗn độn này anh em nhỉ? Không biết chỗ nãy mình đứng ở đâu ta. À, tôi nhìn, ô, đây là cái cầu mà mình xây lên này. Nếu vậy chỗ nãy mình, nếu vậy nhà mình ở tầm kia kìa. Xuống luôn, xuống luôn. Xuống nhà nhẹ thôi nhá. Đau đấy, đau chân, có hết, đau hết cả chân đấy. Không muốn phải bó bột đâu. Nhảy cẩn thận, tuột xuống lava cái là vui lắm. Đây này. Đó, anh em thấy skill của tôi nhảy tốt không? Tôi nhảy khỏe lắm, giò khỏe anh em. Đó. Rồi đi về nhà đấy anh em, đi về nhà đấy. Tôi thấy mình chuẩn bị cái này là mình toang quá. Bây giờ mình không có biết cách đường. Tôi thấy không có đường nào để đi hết ấy. Từ đây anh em, tôi đứng có nhòm nhòm đây tí đã. Bây giờ mà mình có thuốc kháng lửa thì mình nhảy thẳng vào dưới kia vui vậy. Trời ơi. Cái con nó dậy này nó đứng nó canh cổng của tôi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Rồi, chết rồi, chết rồi. Thì là cái con hộp to này là nó khá là khỏe anh em ạ, thì mình phải chém nó nhỏ nhỏ đã. Thì tôi nhận ra là mấy con nhỏ của nó yếu hơn, chứ mà cái con to nó khỏe lắm. Chết đi, chết rồi. Rồi. Suýt tuột đấy. Thốn nhỉ, bây giờ mình đi đường. À, có lợn kìa. Chúng mình có nên nên cưỡi lợn, nhưng mà tôi không có yên nhỉ. Tôi không có yên luôn nhỉ. Cái vùng trên kia vì sao đỏ 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 ấy kia, trông trông giống vùng bình thường. Để đi qua đấy nhòm thử cái nào. Ui từ từ. Sợ quá nhỉ. Toát cả mồ hôi tay rồi đấy. Ô, vùng đỏ đỏ trông này bình thường ấy. Ô, đây là vùng bình thường này, đúng không? Đây là vùng vùng cái vùng vùng sa mạc. Đây là cái vùng gì? Ô, gắt rồi. Từ từ nào. Xây đường đi qua nào. Cái con kia tránh ai nhá. Hết vật dụng cụ rồi à?
Ui 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 ui, suýt tí nữa thì tôi rơi xuống lava anh em ơi. Ui, thằng bắn tôi đấy. Thôi 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 thôi, mày đừng có láo, tao bắn chết mày đấy. Chứ mà tôi sẽ nhớ cái chỗ kia. Nhưng mà chắc phải có cái gì đó để mình đánh dấu nó vào anh em ạ. Thì tôi nghĩ là đuốc đi. Ra mình xử con skeleton xong rồi mình sẽ dùng đuốc để mình ấy nữa vào. Đó. Xong mình sẽ đây, xây mình xây cột lên anh ạ. Xong mình cắm cái đuốc vào. Rồi. Đấy, mình đã đánh dấu của nó rồi. Đây là vùng gọi là cũng gọi là vùng suýt bình thường. Không có bình thường cho lắm nhưng mà cũng gọi là suýt. Chúng ta thử lần mò trên cái vùng này xem là có tìm được cái gì không anh em ạ. Ok. Ôi, thôi thôi. Cái lửa màu xanh đấy là nó nguy hiểm nha anh em nhá. Chết này, chết này, chết này, chết này. Chết này. Chết này, chết này. Ôi, đau đấy. Tôi mà có cung tên là tôi bắn chết rồi đấy. Nhưng mà tôi có cung nhưng mà tôi hết tên rồi. Để có đào lên trên kia tôi cũng không còn đá xây rồi. Cũng may là nãy cái lựa chọn đúng đắn của mình thì đó là mình mang theo đá đi đấy các em hiểu, chứ không là mình toang phết đấy. Để nó đào tìm đường nó lên lên lên, lên không nào. Đào nhanh phết. Cái xôn xe này lấy như là mình dùng cái này là mình làm ghế được không? Ủa nhanh, ủa nhanh lắm. Tốc độ lắm. Nếu mà anh em mà đã xem ở đây rồi mà anh em mà thấy hay thì nhớ cho tôi một like và một subscribe nhá. Giờ tôi chơi gà. Ui chết cha, thật là tôi đi này, tôi sợ chút tôi quên đường lắm anh em ạ, thật luôn ấy, cái đầu óc của tôi nó bị sao anh ạ? Đi phải đánh dấu vào. Cái hòn đảo bay kia đẹp nhở? Đó, anh em thấy bay lơ lửng không? Kia là cái gì cho anh em biết không? Thì kia là ruộng bậc thang đấy, đó. Ruộng bậc thang trông xịn không? Đó. Đi cẩn thận nào. Tuột xuống cái là vui lắm. Có cái gì để cho mình đi xuống ta? À có cói này, có. Đó. Chốc làm sao đi lên ta? Nói chung là chốc có cách thôi anh em hề. Chỗ này đẹp nhỉ? Hình như là theo như tôi được biết thì mấy cái trắng trắng này chứ nó là xương nó của mấy con gì đó nó rất là to anh ạ. Nó là cái bộ xương còn lại á, còn sót lại. Ô chết cha rồi, tôi nhận ra có một vấn đề đó là chúng ta sắp hết đồ ăn rồi. Lương thực chúng ta sắp cạn rồi. Cái kia là cái gì cao kia? Nếu mà cái đôi cánh của tôi mà không bị hỏng nhờ. Thì chứ. Ô cái four chest. Cái four chest đúng không? Kìa anh em ơi. Ui yeah. Đâu ra ta từ từ tôi nhìn xem sao bắt ở đâu. Thế quái nào? Tôi cứ nghĩ là cái four chest nó đúng cái four chest rồi anh em ạ. Ui, may quá nhờ. Nhưng mà phần hay thì phải để buổi sau anh em nhá. Ui. Rồi. Đó, có vẻ là chúng nó rất là bất bình với cái chuyện là tôi sẽ để buổi sau tôi mới đi raid bọn nó đây anh em. Nhưng mà hôm nay đến tới đây thôi anh em nhá.
tạm biệt anh em nhé. Xong buổi sau chúng ta sẽ đi vào cái fortress và xử hết tất cả những anh em bạn bè trong đó. Ok. Tạm biệt anh em nhé.